Em xin chào các bác, lại là em Hưng Ca đây, kênh YouTube xe ô tô cũ giá tốt. Hôm nay thì chúng em xin được phép giới thiệu cho các bác một em vừa về bên em, đó là em Vios E sản xuất 2019 các bác nhé, bản E số tự động CVT. Đấy, form mới rất đẹp, xe được trang bị với tông màu trắng này, nội thất màu kem khá là đẹp nữa. Bác nào có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0564 039 999. Em xin tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cũng như nhu cầu sang tên đổi chủ của các bác. Xe biển gốc thành phố bên em đã làm hồ sơ rút rồi, nên các bác nào ở Hà Nội hay là ở tỉnh đều có thể về bấm biển ngay trong vòng phút chốc các bác nhé. Thủ tục đơn giản rõ ràng, các bác nào cần tư vấn thêm thì cứ gọi điện cho em, em xin cam kết giấy tờ hồ sơ pháp lý thủ tục rõ ràng các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng từng phần nhỏ của xe để các bác cảm nhận được là xứng đáng bỏ đồng tiền ra mua một em Vios E 2019 này. Xe thuộc dòng xe Toyota quốc dân, phân khúc hạng B, rất rộng rãi nên các bác yên tâm về sử dụng thôi. Và đây là phần đầu của xe Vios E 2019 các bác nhá, form mới toàn diện các bác ạ. Các bác nhìn này, cái mặt ca lăng của nó đã thay đổi một cách rất chi là rõ rệt này, rất to bản luôn này. Và phía bên trên này là hai cụm đèn pha của xe hội tụ, và đây là logo Toyota nhìn rất chi là đẹp nhá. Và phía bên này thì em sẽ cùng các bác đi này, toàn bộ đèn pha của xe còn độ sáng cực kỳ cao, toàn bộ là đèn halogen. Xe này rất đi là ít này, không đi ban đêm mới là gì, các bác nhìn sao trắng cực kỳ cao luôn này. Hình như mới đi có hơn 6 vạn thôi, đèn gầm cũng vậy này. Đấy, một sự thay đổi khá là rõ rệt luôn về phiên bản đầu so với phiên bản 2015, 16, 17 và đầu 18 các bác nhá. Nên khá là cá tính và đẹp đấy. Xe được trang bị vành la răng đa chấu các bác nhá. Vành la răng đa chấu nhìn rất là khỏe khoắn. Và phên phần đó là cái má phanh nhá, của xe còn khá là dày các bác nhá, nên các bác yên tâm sử dụng. Toàn bộ lốp xe còn khá là mới, nên các bác chỉ việc sử dụng thôi nhá. Xe được trang bị gì nhỉ? Đèn tích hợp sinh nhan, cụp mở gương đầy đủ hết các tính năng các bác ạ, nên các bác chỉ việc về sử dụng thôi ạ. Ở đây là bộ điều khiển tổng của cánh cửa xe dành cho bác tài này. Các phím bấm còn rất sắc nét và không hề có tí là trời xước này. Cụp mở gương này. Và phía bên dưới này thì em sẽ cùng các bác chiêm ngưỡng luôn là nút mở cốp này, bình xăng này. Đấy. Và đây là thông số kỹ thuật của xe. Xe được sản xuất 2019, bản E số tự động các bác nhé. Ghế thì có ghế lái, có bơm ghế này, gật gù lưng ghế này, đầy đủ hết các tính năng này. Xe có chế độ là cảm biến lùi này, và chế độ là chống chân trượt để các bác ạ. Mở lắp cabo là chính là nút này các bác nhá. Đây là không gian của xe các bác này. Trần xe đã được gia chủ mọc ni lông rồi, nên khá là mát và tính cách nhiệt cực kỳ cao các bác nhá. Đây các bác nhìn xem này, rất là rộng rãi luôn. Sạch sẽ, màu em be này khá là ưa thích và rất phù hợp cho rất nhiều người ưa cái sạch sẽ các bác ạ. Không gian hàng ghế trên xe gồm hàng đầu thì khá là rộng các bác nhìn này. Từ tắp ly này nhìn khá là rộng này, tắp lô này nhìn đẹp chưa các bác, nhìn đẹp chưa? Đấy. Ghế ghét ra thì không hề có tí rách chét gì cả này. Vô lăng ba chấu à. Rất sắc nét luôn này. Màn hình Android to này, tì tay rộng rãi này, hộp số tự động 6 cấp các bác nhá. Đấy, cổng sạc đầy đủ hết này, rất là đẹp. Và đây là chiếc vô lăng của em Vios E 2019 các bác nhìn xem này, độ sắc nét cực kỳ cao, gần như là các khóe không hề có tính chảy xước gì cả, còn nguyên gai các bác nhá, cả hai bên này còn nguyên gai luôn.
đi cực ít, đi có hơn 6 vạn. Logo của Toyota cực kỳ sáng bóng này, có phím điều chỉnh nghe nhạc dùng trên này luôn các bác ạ, rất hữu ích luôn. Xe thì mới chạy được có 6 vạn 8 luôn các bác nhá, option 6 vạn 8. Xe được trang bị thêm là màn hình Gotek các bác nhá, màn hình Gotek này rất là to, rất hay. Và dưới này là tất cả các phím hoạt động cực kỳ tốt nhá, đang bật điều hòa, máy nổ im liên thít. Và hộp số dưới này là có khoảng để cốc này, hộp số tự động 6 cấp các bác nhá. Các bác nhìn này, cần số là gần như là còn nguyên gai luôn các bác nhá. Đây các bác thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Đây, đi tay cực kỳ rộng luôn các bác này, đi tay cực kỳ rộng luôn này. Không chê điểm gì một chiếc xe quá đẹp các bạn. Và đây là không gian hàng ghế sau của xe cùng với kết hợp với cả cái táp ly của cánh cửa kết hợp giữa hai màu, màu đen và cả màu vàng kem be, nhìn rất đẹp và sạch sẽ, không hề cháy xước tí nào các bác nhé. Độ mướt cực kỳ cao. Và không gian hàng sau thì khá là rộng rãi dành cho ba người các bác ạ. Các bác nhìn thấy đẹp không? Ghế ghét còn zin zét luôn, rất là phê. Và phía bên trên này là có một khoảng không gian để cho các bác để đồ cho những người ngồi sau. Nếu mà các bác ngồi hai người thì các bác hãy kéo này xuống cho em, là các bác có điểm tì tay cùng với cả để lướt lét rất chi là tiện ích luôn và thoải mái trên cung đường xa nhá. Tay lưng lét à, dưới là thảm nhựa rồi, rất sạch sẽ này, này chỉ việc về sử dụng thôi các bác ạ. Bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngắm qua phần cốp sau để xe của Vios 2019 bản E số tự động. Nhìn khá là rộng rãi, các bác cùng em chiêm ngắm qua này. Nhìn rất là rộng luôn các bác nhá. Rất là rộng luôn. Lên các bác à, để được rất nhiều đồ luôn. Và phía dưới này cũng đa phần là sẽ là lốp sơ cua dự phòng. Và tất cả vật dụng để hỗ trợ cho các bác khi xử lý những tình huống về lốp trên đường các bác nhá. Hai bên xốp xe còn nguyên rồi, zin này, nên các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Và em sẽ cùng các bác đi qua luôn các phần keo chỉ của cốp. Thì các bác nhìn thấy đường keo chỉ chạy còn zin theo hãng này, ốc còn nguyên bản này. Đây. Đấy. Lên các bác á, mua em này thì khá là yên tâm về chất lượng mọi thứ các bác ạ. Xe được trang bị là cam lùi này, cùng với cảm biến lùi đầy đủ hết này. Những cụm đèn hậu của xe độ sáng trong cực kỳ cao, gần như là mới. Nên các bác không cần phải suy nghĩ gì cả mà cũng không cháy xước gì cả, chỉ việc về sử dụng thôi các bác ạ. Vios, logo của Toyota và phiên bản E số tự động các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua động cơ 1.5 CVT của em Vios E 2019 nhá. Trước tiên thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng từng con ốc của xe. Thì các bác nhìn này, ốc nguyên zin nhá, cùng với cả đường keo chỉ chạy này, không hề mất phân nào các bác, không hề mất phân nào các bác nhé. Các bác nhìn thấy đẹp không? Xuất sắc không? Tem tét là của nhà sản xuất còn nguyên zin này. Đấy, lỗ thì tròn vo luôn này. Đây, tem nguyên zin này. Bác thấy không? Tuyệt vời chưa? Đây, những con ốc còn zin zin này. Về phần không gian máy thì các bác nhìn này, rất đồng đều theo thời gian này. Ốc tai tét là zin hết các bác nhá. Ốc chân máy zin này. Ốc lắp dàn cò zin các bác nhá, cùng với một ruồi zin này. Đấy, các bác mua xe bên em chỉ yên tâm về chất lượng luôn. Xe cam kết đảm bảo cho các bác luôn. Nên các bác chỉ việc về mà sử dụng thôi các bác ạ. Đấy, em đi chi tiết khá cụ thể cho các bác đấy. Các bác thấy không? Quá tuyệt vời, máy trắng. Đấy, CVT số tự động. Rất là đẹp. À, cuối buổi video thì em xin được phép thông báo giá công khai cho các bác là tầm trên 400 triệu là em sẽ bán. Và bác nào có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại hotline 056403 9999 để được em tư vấn giải đáp mọi nhu cầu, sang tên đổi chủ của bác. Và em cũng xin chúc sức khỏe các bác và mong rằng các bác hãy giúp like kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em để được biết thêm những chiếc xe mới về bên em cũng như là giá xe
và chất lượng xe các bác nhé.